các bác. Chào các anh chị. Hôm nay em có video gửi đến mọi người một cái cây hoàng phẹt rất là đẹp ở nhà em. Nó có màu tím hồng rất là tươi và dạng mắt đen. Nhưng mà thường thì những cái cây hoàng phẹt mà mắt đen ấy thì cánh nó chỉ như một cái cây trên tay em. Đây, mọi người nhìn này. Đấy, cùng hoàng phẹt ấy, cánh này là phớt hồng thôi, mắt đen như này. Đấy. Hoàng phẹt. Cánh nó cứ con tít. Đấy. Nhưng còn cái cây này, hai cây nó là hai cây khác nhau đúng không ạ? Cây một cây thì nó cánh nó tím như là tử phẹt ấy, như kiểu hoàng thảo xoắn ấy. Đấy. Còn cây hoàng phẹt này cánh nó phớt hồng thôi. Còn cái cây này cánh nó tím, như kiểu là trắng tím của cái cây hoàng thảo xoắn ấy, đúng không ạ? Đấy thì nó là một cái cây rất là đẹp. Tại hiệu ứng ánh sáng nó giúp cái mắt nó đỏ lên hơi nhiều ấy. Nhưng thực ra cái này mắt nó khá tươi thôi. Thì đấy là khi mà anh chị mà mua cái cây mà nó cứ qua ảnh thì sẽ rất là khó. Còn cái việc cây cối thì đương nhiên là nó cần sự chuẩn chỉ đúng không ạ? Như em chỉ nói đây hiệu ứng ánh sáng bông trên bông dưới này. Là anh chị nhìn video là cái cây này thì nó cũng là có sắc tố gọi là đỏ. Nhưng mà nó kiểu là tím thôi. Nó gọi là màu tím tươi. Tím khá tươi chứ nó không hẳn là đỏ. Đấy, như cái bông trên này mà chụp thì nó rất là trông nó rất là gì đúng không ạ? Trông nó rất là gì đó. Thực ra thì nó không được như vậy đâu, nó chỉ như này thôi. Đấy. Nó là màu tím. Và cái cây hoàng phẹt tím này thì nó là một cây em đánh giá rất là đẹp. Và trong những cái cây lan đột biến thì cây này nó không được xếp vào cây đột biến nhưng nó cũng là xếp vào một cây rất đẹp. Bởi vì nó cánh nó rất tím. Rất là đẹp. Cái bộ cánh và màu sắc của nó giống với cái cây tử phi hạc. Nhưng cái tử phi hạc ấy thì cái môi hoa của nó không mở như này. Như hoàng thảo xoắn ấy. Hoàng thảo xoắn. Chúng ta cứ gọi là hoàng thảo xoắn và cả hoàng phi hạc ấy cho dễ. Thì cái cây xoắn ấy thì lưỡi nó, môi hoa này nó thắt, nó bé, nó tròn như lưỡi ống. Đấy. Còn cây này nó lưỡi mở. Anh chị mà chơi màu tím thì cũng thể chơi cây xoắn đấy được. Nhưng cây xoắn thì cánh nó quăn hơn này. Và nó nhỏ hơn chứ không to như cái này. Cái này thì khá là to. Cái này bộ cánh nó to hơn và nó ít quăn thì mình ngắm thì còn thấy nó rất là đẹp đúng không ạ? Đấy thì em sẽ đi cận bông một chút này. Tím. Đấy. Mắt rất là tím, rất là đẹp đúng không ạ? Thì cái cây này thì nó cũng có thân lá của nó là thân lá hoàng phi hạc. Đấy chị ạ. Để em sẽ quay xuống cái thân lá của nó này. Đấy. Thân lá của nó là thân lá hoàng phi hạc. Còn đây là cái dưới đây là một cái cây hoàng phi hạc mắt đen. Đấy, hoàng phi hạc mắt đen anh chị ạ. Cánh của nó thì nó phớt hồng nhưng nó không phải cánh trắng đâu. Cánh nó phớt hồng. Mình hay gọi là mắt đen. Thực ra này mắt nó kiểu dạng nâu tím đậm, cũng rất là đẹp, hoàng phi hạc. Cái cây này rất là đẹp rồi. Thì mà cái này thì đa phần em chơi sưu tầm trồng bảo tồn là nhiều. Bởi vì những cái ít này thì gần như em chưa có được chia sẻ. Đấy. Trồng giá thể của cái giọng hoàng phi hạc này thì em cũng trồng bằng những giá thể như vỏ thông hay dưới cọng. Giá thể thoát nước tốt để cho cây nó phát triển một cách ổn định nhất thì cứ trồng giá thể vỏ thông. Là em thấy là rất hợp lý, nó thoát nước tốt. Cây phát triển khá là ok. Và nó phải 2 đến 3 năm sau anh chị mới phải thay giá thể ra. Với cả đằng nào 2 3 năm sau ấy thì cái việc là cái cây mà nó phát triển tốt thì nó chật chậu rồi thì mình cũng vẫn phải thay giá thể sang một cái chậu khác đúng không ạ? Đấy. Đây là bông hoa, thân lá của nó thân lá hoàng phi hạc. Thân của nó dài khoảng từ 20 đến 80 cm có thể dài hơn. Còn lá của nó thì nó cũng như những cái lá hoàng phi hạc bình thường thôi. Lá của nó dài khoảng từ 5 đến 12 cm, có thể dài hơn 12. Ví dụ như cái này nó chắc phải tầm 13 14 cm này. Đấy nó khá dài. Thì cái cây hoàng phi hạc này thì nhìn chung là nó cũng rất là ok khi mà chăm sóc thôi. Nó rất là to. Cái cây thân nó như ngón tay cái, anh chị thấy không? To như ngón tay cái, tròn căng mọng, rất là đẹp. Và cái gốc của nó thì nhỏ, như là cái cây hoàng phi hạc bình thường. Còn cái cây hoàng thảo xoắn ấy, thì nó cũng gốc nhỏ như này nhưng mà thân nó không được to như này đâu. Thân không to này đâu. Thân cái này là quá to, rất là to.
thân hoàng phèo đấy, thân nó phình rất to như ngón tay trỏ luôn. Đấy, anh chị thấy như ngón tay đúng không? Rất là to, gốc của nó thì bé tí đấy, rất là nhỏ đấy. Cái mắt đen này thì nó cũng như là cái cây hoàng phèo trên này thôi, như nhau. Cái cây hoàng phèo này nó là cây hoàng phèo tím rất là đẹp. Cái này nếu anh chị làm sưu tầm ấy, thì chơi theo kiểu sưu tầm ấy, thì nó rất là đẹp. Chứ còn anh chị nào mà làm trồng thì điệp hay cái thứ thì có thể không để ý đến mấy cái dòng này. Nhưng mấy cái dòng này như cây này là một cây rất là ưng ý từ màu sắc. Em không biết nói là nó đột biến hay là như thế nào thì nó rất là khó. Bởi vì nếu xét trên khái niệm đột biến thì nó phải điện khái niệm đó chính là đột biến cánh này, năm cánh hoặc là mắt hoa. Có nghĩa là mình hay gọi là mắt, nhưng thực ra thì cái đấy thì nó cũng là dạng ở môi hoa, thì nó là một cái màu sắc của môi hoa thì đúng hơn, và cánh hoa màu sắc của môi hoa. Bởi vì cái cấu trúc của cái cây hoa lan thì nó là năm cánh và một cái năm cánh hoa và một môi hoa. Thì năm cánh thì nó có ba cánh như chúng ta hay gọi, đó là ba cánh đài và hai cánh đài đỡ hoa ở trong và ba cánh đài ngoài, gọi là đài trong đài ngoài đấy, ba cánh đài ngoài hai cánh đài trong. Thì môi hoa nó nằm trong cùng. Môi hoa thì nó đấy, thì như cái này thì nó phân chia hai mắt rõ ràng, như là cái cây đại loại nó không rõ ràng nhưng nó mờ, y như kiểu là cái cây ấy mắt của hoàng phi hạc. Còn tử phi hạc thì nó lại một mắt, tử phi hạc thì nó là cây một mắt chứ nó không phải là gần chia đôi mắt như thế này đấy. Thì nhận biết qua nó là như vậy, bởi vì hai cái mắt tử phi hạc nó lan ra tít ngoài này cơ, mà hai mắt nó liền nhau tròn, nó khác với hoàng phi hạc. Hoàng phi hạc thì đấy, ví dụ như cây mắt đen này thì nó là chia ranh giới rõ ràng luôn đúng không ạ, hai mắt rời nhau. Nhưng còn cái cây này thì nó là vẫn liền nhau một chút. Thì cái chuyện đấy là nó cũng là đa dạng mà trong hoa lan thôi. Chuyện đấy thì nếu như phi điệp thì nó rất là kinh khủng. Phi điệp thì hiện tại như năm 2020 thì nó rất là kinh khủng. Nhưng mà hoàng phi hạc này thì nó là một cái mà không kinh khủng lắm, nhưng nó là một cái rất đẹp. Sưu tầm được những cái cây hoàng phi hạc tím như này, tím như tử phi hạc, như hoàng thảo xoắn này rất là đẹp, mà môi hoa nó mở. Như hoàng thảo xoắn thì anh chị nhìn môi hoa nó bé, nó thấp, thì nó không đẹp. Nhưng như những cái cây này thì nó môi hoa nó mở và cánh cân đối, cánh nó to và nó không bị quăn nhiều. Còn cái cây hoàng thảo xoắn kia thì cánh nó xoắn tít, quăn tít. Đấy. Đây là cái sơ qua về cái cây, một cái cây hoàng phi hạc tím rất là đẹp. Thì em sẽ và cũng có những cái video khác trên kênh Thiên Đại Ngàn Hoa để nhận diện về những cái cây, ví dụ như cây hoàng phi hạc mắt đen này, nó là một cái cây em cũng có nói. Nhưng mà có nghĩa là mắt đen này thì nó có mắt là dạng nâu tím, nâu tím. Nhưng nghĩa là mắt này của nó thì nó có cái thì liền, có cái thì mắt nó hơi rời này, có cái thì liền dính vào nhau, có cái thì không liền dính vào nhau. Đấy. Thì nó tùy từng cái. Nhưng cánh hoa của nó thì vẫn là phớt hồng. Anh chị nhìn cuống hoa này màu hồng là biết rồi, cho nên chẳng cần nói cánh. Nhìn chi tiết bởi vì nó có những cây hồng đậm, cây hồng nhạt. Đấy, thì cái này thì anh chị mà soi kỹ ấy, thì như kiểu là cái cây đột biến ấy, thì chúng ta hay để trên cái nền giấy trắng, chúng ta sẽ nhận ra được cái độ tím nó đến đâu. Đây như cái này em nhìn là cái góc này nó vẫn có tím hồng này, đuôi cánh ấy. Đấy, thường hay bị phần đuôi cánh. Những cây hoàng phi hạc này là cây rất là đẹp, cây này mắt nó rõ ràng và cũng đẹp. Đấy, còn cái cây này thì nó đẹp ở một dạng khác. Cây này màu tím đỏ, tím hồng, rất là tươi, rất là đẹp. Thì em cũng muốn quay những cái cây này lại này. Thứ nhất lấy tư liệu, thứ hai là ra thì chúng ta có thêm một số những cái mặt bông mà dạng mới hay là dạng lạ của các loại hoa lan Việt Nam. Cảm ơn tất cả các anh chị đã quan tâm theo dõi ủng hộ. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào video sau với những cây hoa lan khác. Còn cái cây trong cây hoàng phi hạc này nó cũng dễ thôi. Anh chị ạ, chăm rất dễ và rất dễ trồng, dễ trồng, dễ ra hoa, hoa thơm nữa. Đấy, có hương thơm nhưng hương thơm nhẹ. Anh chị ạ, nó không được hương thơm như các loại khác đâu. Nhưng nó rất là rực rỡ nếu như anh chị trồng khoảng tầm 5 đến 10 thân. Một chậu 5 10 thân hoặc là 20 thân thì càng to thì càng rực rỡ. Đây như cây này nó còn chít chít nụ dưới này. Đấy. Nhưng mà cái nụ thì nó sẽ nở sau. Còn đây thì nở trước được lần này thôi. Xin chào tất cả mọi người nhé. Hẹn gặp lại vào những video sau. Xin cảm ơn.